Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cặp loa đến từ Đức. Cặp loa có model là Elac 512Z. Đây là dòng loa cột, dòng loa floor standing. Được thiết kế thùng gỗ lạng, bên ngoài có một lớp phủ piano màu đen rất đẹp mắt, rất sang trọng. Dòng loa thương hiệu Elac rất nổi tiếng, rất được các anh em đánh giá rất cao về chất âm. Cặp loa mình về có model là Elac 512Z, nằm trong phân khúc là dòng loa cao cấp của hãng. Được sản xuất vào năm 2000, kéo dài cho tới năm 2003. Dòng này made in Japanese, sản xuất tại Đức nghe các bạn. Mình đã tháo một lưới căng cho các bạn, mình tháo lưới bên trái cho bạn xem luôn. Ở trong được thiết kế là khung gỗ và có đầy đủ các chốt chặn không bị gãy nở, lưới nguyên chi nguyên bản, không một vết chạy sứ, không có bị lụng lỗ, hai lưới đều vàng nha các bạn, rất đẹp. Nhìn vào tổng thể loa các bạn sẽ nhìn thấy rất bắt mắt nè, nó được thiết kế màu đen bóng và phía trước sẽ có là một miếng nhôm kéo dài từ chân loa bass cho tới đáy, phía dưới là sẽ có hai chân tầm cao 5cm rất chắc chắn ở dưới đế cao su. Và được thiết kế là cũng là một miếng gỗ và được sơn màu vàng. Đó, rồi nhìn rất cứng cáp nha các bạn. Với kích thước chiều cao là 93,5cm chưa tính chân. Chân 5cm nha các bạn. Bề ngang là 22cm. Và hộc sâu là 28,5cm. Và mỗi loa nặng là 21,5kg. Nhìn vào tổng thể loa là các bạn sẽ thấy nè. Mỗi loa đều có một miếng nhôm từ chân loa bass kéo dài phía dưới. Ở phía dưới nó có một chữ Elac rất đặc trưng ha. Rất đẹp. Trên loa bass cũng phải có một chữ Elac luôn. Bass đường kính là 18cm, miền nhôm nghe các bạn, rất đặc trưng của hãng Elac. Và viền của nó là viền cao su, còn rất mềm nghe các bạn, viền cao su. Gân zin luôn nghe các bạn, tất cả còn nguyên zin, mình bao zin kể cả gân. Phía trên là sẽ có một strap jack. Rất nhiều hãng đã nghiên cứu ra những cái dòng loa trap với thương hiệu là Trap Jet, nhưng mà có thể nói là Elac là hãng tiên phong, là hãng thành công nhất trong thiết kế Trap Jet nghe bạn. Đây một bass 18cm và một Trap Jet đường kính 5cm. Ở dưới có một miếng nhôm và dưới có một logo rất đẹp. Dòng loa Elac 512Z có trợ kháng từ 4 tới 8 ohm. Công suất 150W và độ nhạy 87 dB, cũng rất là dễ ghép âm ly. Các bạn chỉ cần ghép một dòng âm ly đà nông hay là những dòng âm ly Nhật, Mỹ, châu Âu đều đánh rất tốt nha các bạn. Tất cả còn rất đẹp, nguyên zin nguyên bản, sơn zin luôn nha các bạn, không giảm tút, không xì ba, hàng đấu giá về nha các bạn. Rồi mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Hai bên hông cũng rất đẹp nha các bạn, không với trầy xước luôn các bạn. Rồi nhìn tổng thể mặt sau hai loa nè, rất đẹp luôn các bạn. Phía dưới đây là sẽ có một lỗ thông hơi rất to, em một phần kính chỉnh. Hai loa đều các bạn thể đánh được đi qua nha. Rồi cọc loa rất chất, rất vàng luôn. Ở đây một lỗ thông hơi và thông tin như sau. Elac công suất chịu tải là 150W, trợ kháng 48 ohm, made in Germany, sản xuất tại Đức, số series là model của nó là 512EZ ha, số series 0596. Rồi còn bên này số series là 0594, made in Germany, sản xuất được tại Đức, tất cả còn nguyên zin rất đẹp. Này bụi thôi các bạn, được sơn một phủ rất là láng luôn các bạn, rất đẹp. Rồi dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng rất hay nghe các bạn. Và đặc biệt nó chơi được đa thể loại nhạc, các bạn có thể nghe được những dòng nhạc quốc tế, những dòng nhạc tiết tấu nhanh non top remix, thì dòng Elac 512Z này cũng đều thể hiện rất tốt, nghe hay bài đẹp. Dòng này các bạn nào mua về để trong phòng khách hay là những không gian từ 30m2 đổ lại, nghe hay bài đẹp nghe các bạn.
rất đáng chơi. Chất âm của dòng Elux 52Z, tiếng bass rất mạnh mẽ, mid treble rất sáng và chi tiết. Sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc thưởng thức về chất âm cái dòng loa Elux 52Z mình đang ghép với con Denon 1500R nghe bạn. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về để vui hơn đời. Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc cái cặp loa Elux 52Z, tiếng bass rất mạnh mẽ, lực mid treble rất sáng chi tiết, nó phù hợp với đa thể loại nhạc. Các bạn mua về nghe nhạc trữ tình Boro nhạc vàng ở Cao Tiết Hòa Tấu cũng rất hay. Các bạn nghe những dòng nhạc quốc tế, những dòng nhạc trẻ, những dòng nhạc tiết tấu nhanh nó cũng thị rất tốt. Mình xin thông báo đến các bạn cặp loa Elux 52Z mình về hàng đấu giá về tất cả còn nguyên sinh nguyên bản rất đẹp, thùng vách vuông vức rất đẹp. Mình bán ra với giá chỉ là 19 triệu 500 ngàn đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Loa bán ra mình cam kết nguyên zin và vẫn bảo hành 3 tháng. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.